Đừng chờ bất động sản giảm giá mới đi mua để mất tiền nhiều hơn. Bạn sẽ phải hối tiếc khi biết được sự thật này. Thứ nhất là ai bây giờ cũng mong chờ ngân hàng thì tăng lãi suất lên thành 20, 22, thậm chí là 25%. Ngân hàng hết room tín dụng, không ai đi vay được nữa. Khi đó mới đi mua, mới đi săn những sản phẩm giá rẻ, những sản phẩm giảm giá 30, 50, thậm chí là 70% đã được lợi nhuận cao hơn. Nhưng bạn phải nhớ rằng cái thời gian khủng hoảng gần đây nhất, cái lãi suất ngân hàng nó mới có 18-20%. Cũng như cái bối cảnh kinh tế năm 2009-2012 và bây giờ là 2020-2022 là hoàn toàn khác nhau. Cũng như bây giờ là truyền thông, các nhà quản lý kinh tế và các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhiều hơn. Nên cái việc thời gian gần đây này Fed đã điều chỉnh đà tăng lãi suất, cũng như ngân hàng nhà nước đã hạ lãi suất cho vay để giảm chi phí. Nên anh em chúng ta cũng đừng mong, đừng chờ là thời gian tới này lãi suất ngân hàng sẽ tăng lên, mà nó có dấu hiệu và nó sẽ giảm xuống. Cái thứ hai là đầu tư công rộng và trải dài khắp cả nước, nó giúp cho gia tăng giá trị, gia tăng tiện ích, giúp cho việc đi lại và kết nối giữa các vùng quê, các miền quê từ trung tâm đến thành thị, các vùng xa xôi hẻo lánh trở nên thuận tiện hơn. Ví dụ như trước đây khi ở nhà bạn đi đến các trung tâm, các thành phố lớn mất từ 2-3 tiếng, nhưng bây giờ nó chỉ còn 2-30 phút, thì bạn sẽ nghĩ đi, cái giá trị bất động sản này nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Cái thứ ba là lạm phát làm cho đồng tiền ngày càng mất giá, trong khi những mặt hàng ngoài kia từ tiêu dùng đến những tài sản giá trị lớn đều gia tăng từng ngày. Nên cứ 100 triệu bây giờ bạn giữ, một năm sau bạn vẫn có 100 triệu, nhưng cái giá trị của nó chỉ còn được 80-85% thôi. Nên bạn sẽ mất đi từ 15-20% giá trị. Chưa kể là khi bạn đầu tư, bạn không biết gì, bạn có thể mất tất cả. Cái thứ tư là các nhà đầu tư bây giờ đã khôn hơn rất nhiều rồi, người ta đã có kinh nghiệm rồi, nên không có chuyện là cắt lỗ giảm giá để thu hồi vốn nữa đâu. Đã qua 2 năm khủng hoảng kinh tế và Covid kéo dài, nên người ta đã biết cách phân bổ vốn đầu tư, phân bổ nguồn tiền sao cho hợp lý nhất. Nên đi bây giờ khi bạn nghe nói cũng có cái chuyện là kèo ngộp hàng thơm hay là giảm giá sâu 30-57%, thì thực ra những loại sản phẩm này là những người bị đu đỉnh, mua dự án không có sổ, những người mua ở những nơi đầu không ông quạnh, không có tiện ích gì. Cái loại sản phẩm này kể cả khi đất sốt, đất có giao dịch nhiều, khi kinh tế phát triển thì cũng không mấy ai quan tâm rồi, huống hồ chi là khủng hoảng kinh tế nữa. Và cái thứ năm là so với các kênh đầu tư khác, giống như chứng khoán thì lên xuống một cách thất thường và có một điều gì đó rất là bí ẩn. Còn trái phiếu thì thời gian gần đây anh em chúng ta đều thấy rồi đó, vàng, cổ phần doanh nghiệp hay là đồng tiền điện tử thì đó mãi là một cái dấu hỏi lớn. Nên có một số lượng lớn, rất nhiều những nhà đầu tư dồn tiền để mua bán bất động sản, bởi vì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù có khủng hoảng kinh tế, bất ổn xã hội đi nữa, thì người ta vẫn còn miếng đất, vẫn còn lô đất, vẫn còn cục đất, người ta có thể xây được, người ta làm nhà để ở, người ta tiêu dùng được, người ta sờ được, người ta nắm được, người ta thấy được, và người ta có thể để lại muôn đời cho con cháu mà không mất đi giá trị. Trong khi người ta cần tiền làm ăn, người ta có thể cầm cố thế chấp để vay mượn được tiền. Và cái thứ sáu là các đợt khủng hoảng kinh tế trước đây nó kéo dài từ 3-5 năm, nhưng bây giờ là cái thời buổi 5.0, cái thời buổi online rồi, nên chúng ta chỉ cần một click chuột thôi, chúng ta có thể kết nối mọi nơi trên thế giới này được. Chính vì những lý do đó nên cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế này nó chỉ kéo dài từ 2-3 năm thay vì từ 3-5 năm, nên chúng ta phải thay đổi tư duy để nắm bắt cơ hội để trở nên giàu có hơn. Và cái thứ bảy, đây là thời kỳ kỷ nguyên sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước châu Á, châu Phi thay vì châu Âu hay như Mỹ Latin trước đây, nên mọi chuyện nó sẽ không còn diễn ra như trong quá khứ nữa. Và cái thứ tám là nền kinh tế của Việt Nam chúng ta còn nhỏ so với các nước, so với thế giới. Chính vì điều đó nên chúng ta dễ thích ứng hơn, dễ thích nghi hơn, dễ thay đổi hơn. Và cái dấu hiệu đầu tiên đó là bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều người Việt kiều rửa tiền về đất nước để đầu tư, và có một số lượng lớn người Việt kiều đã quay trở về nước định cư thay vì như thời gian trước đây người ta đi nước ngoài định cư. Đây là một xu thế tất yếu, và nếu như anh em chúng ta mà không nắm bắt được thì chúng ta sẽ mãi nghèo. Và cái thứ chín là có sự can thiệp kịp thời của nhà nước, của chính phủ thông qua các gói hỗ trợ kích thích phát triển kinh tế, nới room tín dụng, thanh tra kiểm tra giám sát những công ty, những tập đoàn làm ăn lừa đảo, và thay vào đó là những công ty, những tập đoàn có thực lực thực sự làm thật ăn thật và tạo ra giá trị cho xã hội. Và cái thứ 10 là thời gian gần đây Việt Nam chúng ta luôn có những chuyến viếng thăm đến các nước, cũng như là các nước đến viếng thăm Việt Nam để mở rộng quan hệ, mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư, thu hút nguồn vốn FI để phát triển kinh tế đất nước. Chính vì những lý do như trên thì anh em chúng ta cũng đừng mong, đừng mơ là bất động sản sẽ xuống giá, sẽ giảm giá mới đi mua để được lợi nhuận nhiều hơn. Thế theo quan điểm của bạn thì thời gian tới bất động sản sẽ như thế nào?